Leo Văn Minh chào anh em và các bạn. Hiện tại là 17 giờ 50 phút ngày 12 tháng 7 dương lịch năm 2019, tức là ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch năm 2019. Mình đang dọn cái phần vườn này, mình gọi là vườn trúc. Mà cái cây trước màn hình các bạn đang xem chính là cái cây mình tỉa vải từ hôm ngày mùng 5 tháng 7 năm 2019. Trong cái video tên là tiếp tục thay đổi kế hoạch làm lộc vải thiều hay làm lộc vải, mình đọc lại: tiếp tục thay đổi kế hoạch làm lộc vải năm 2019 để phù hợp với thời vụ năm 2020. Vậy là mình làm từ sáng ngày mùng 5 tháng 7 đến hôm nay là ngày 12 tháng 7, mới có 7 ngày thôi. Nhưng mình thấy nó quá đặc biệt cho nên mình quay lại. Đấy. Thì cái hôm mình đi tham quan du lịch về thì hôm đấy là ngày mùng 9. Sau khi tỉa vải xong 4 hôm, mình cũng làm một video tên là vải đốn sâu sau 4 ngày đã ra lộc đồng loạt đấy. Đến hôm nay là ngày 12 tháng 7 ấy, có 3 ngày mà mọi sự thay đổi rất là nhanh. Tại sao mình đứng ở góc này? Thì hôm đấy mình làm video buổi sáng, mình đứng góc này thì nó phù hợp với ánh nắng mặt trời đỡ chói. Nhưng bây giờ mình đứng đúng cách lại góc này để mình chứng tỏ rằng đây là cây vải mình quay hôm nọ chứ không phải cây vải khác. Bây giờ mình sẽ quay lại hướng Tây, mình cho các bạn thấy nó sự đặc biệt nó ở như thế nào. Mình quay lại hướng Tây để các bạn đỡ bị chói ánh nắng mặt trời. Hoặc ít nhất mình quay từ hướng Bắc ra hướng Nam để nó ngang ánh nắng mặt trời. Thứ nhất, mình quay từ dưới gốc lên. Thì hôm đấy mình làm cái video từ hôm mùng 5 thì cái vải này nó lá đã đang kim kim, đang tơ tơ. Từ mùng 5 đến hôm nay mới có 7 ngày thôi. Vậy là lộc ở trong tán hôm nay mình đo khoảng 20 phân. Chúng ta nhìn lộc bây giờ đang vàng. Vậy đây lộc chưa bánh tẻ, chưa thành thục các bạn ạ. Nhưng chúng ta thấy nó đang vàng mà đã nhú tiếp lộc thứ hai. Đây, sau 7 ngày đã nhú lộc rồi. Đây chính là một sự đặc biệt, ra lộc nhanh, không phải nhanh mà cực nhanh. Mình không tưởng tượng được nó ra lộc nhanh mức độ như thế. Như mọi năm mình chỉ thấy nó chỉ khoảng 20 ngày nó mới ra lộc. Nhưng không ngờ năm nay, mình cảm giác nó không có lứa đâu cả. Nó cứ ra một cái, nó dừng một cái ra tiếp. Đây, cái lộc này mới rõ ràng, các bạn nhìn đây. Đây, lộc này ra mới rõ. Đây, kim kim các bạn nhìn quá rõ rồi, đúng không? Có mấy ngày? Người ta bảo 20 ngày chứ đây có mấy ngày thôi. Trên dưới 10 ngày. Bởi vì lộc này mình tỉa thì không phải hôm mùng 5 mình tỉa mà nó đã có rồi. Lộc đã có, nó kim kim. Còn nó cành nhánh mà ngoài ngọn. Mình tỉa hôm đấy. Mình quay từ hướng Tây lên để các bạn nhìn nó dễ đỡ chói. Ở đây. Đây là cái cây. Mình gọi là cây ở lục ngạn mình. Các bạn địa phương khác không biết gọi là cái gì. Lục ngạn mình ngày xưa mình gọi là cái cào leo. Cái cào. Cái này mình gọi là gì nhỉ, để móc rơm ấy. Giờ mình móc rơm, mình cắm rơm, mình hất. Thì mình dùng cái cào này hôm nay là mình để mình dọn rác các bạn ạ. Mình dọn những cành tươi to, mình hất từ ngoài vào gốc cây để mình bừa. Thôi tí mình đã nói sau chuyện này. Đây mình dọn rác thôi, các bạn dọn nào tùy phù hợp với thôi. Đây là những cành ngoài ngọn đây. Hôm đấy mình tỉa thì nó chỉ hơi nhú nhú thôi. Và hôm mùng 9 là nó vẫn đỏ như này đây. Các bạn nhìn thật kỹ nhá, bởi điện thoại mình nó chỉ được vậy thôi. Đây lộc đây rồi. Vậy lộc này ra rất nhanh. Đấy, với lộc 2 bao giờ đã nhú rồi. Đây một số cành đây. Thế, ở ngoài này nó quá ngắn. Nó ngắn, nhú ngay. Đây, đây. Đây, cành này ra đúng một lộc này. Hôm mình bấm thì nó hơi đỏ đỏ, nó hơi nhú. Bây giờ bấm cái nó ra thành một đợt lộc, nó ra đúng một lá thôi. Và nhú ngay lộc 2. Đấy, bây giờ mình có thể không gọi là lộc 1, lộc 2 nữa mà. Nó ra liên tục. Nó ra liên tục. Con cành này bây giờ bắt đầu mình nhú. Đây chính là sự đặc biệt của nó. Vậy tại sao mình làm video này? Thứ nhất là mình thấy nó ra lộc quá nhanh như vậy, mình quay để mình chia sẻ với các bạn. Thứ hai là bây giờ vẫn có các bạn, nếu ở huyện mình thì các bạn làm lộc quen rồi thì các bạn không hỏi nữa, không có gì. Nhưng các bạn ở các tỉnh khác, ví dụ ở Kon Tum, Đắk Lắk, ở bên Đồng Nam, thậm chí Thái Nguyên, Bắc Cạn, các bạn hỏi nên làm video để chia sẻ. Thì bây giờ muốn làm lộc vải như nào thì chúng ta phải nắm được cái thời vụ ra hoa của mình. Ví dụ vải nhà mình nó ra hoa
vào lập xuân. Thì mình làm như thế nào thì làm, nhưng đến trước lập xuân khoảng độ 40 ngày, 50 ngày thì lá vải phải thành thục. Thành thục như nào? Từ lá xanh. Bây giờ mình không có rồi. Bởi bây giờ đang là mùa ra lộc. Đây, lá xanh như lộc này. Đây, nhưng mà mình nó xanh nó ra nhũ lộc ngay nhá. Nhưng mà ý là nó xanh như này. Hoặc có thể vàng như bên kia. Đấy. Thì trước khi ra hoa khoảng 40-50 ngày thì lá vải nó phải được như này. Thì mình khoanh thì sẽ ra hoa. Tất nhiên lộc bánh tẻ như lộc này. Tất nhiên cái là mình không nói bao giờ nhé. Lộc bánh tẻ như này hoặc dài hơn một chút, nó xanh một chút thì khoanh cái tỷ lệ ra hoa nó ít chùm, ít cục. Còn lộc lá vàng như bên kia thì khoanh vào đa số nó ra thành chùm, thành cục, rất là khó chăm sóc. Cho nên mình phải làm sao, như nhà mình thì mình vẫn làm thành một cái công thức. Làm lộc thế nào thì lộc, nhưng lộc cuối cùng phải đến đông chí nó được như những cái lộc này. Và mình khoanh trước đông chí và sau đông chí mấy hôm thôi. Thì vải mình năm 2019 mình khoanh cành nào ra hoa cành đấy. Vải nhà mình năm nay ra hoa 100%. Và năm 2019 là cái năm lục ngạn mình mất mùa. Thôi mình cũng không xem tài liệu, mình không xem ở đâu cả. Mà nói thật ra các tài liệu đấy, kể cả nhà mình làm vải thôi, mình nói 10 tấn, 5 tấn, 7 tấn, có ai biết đâu. Cái tài liệu ở trên sách vở, trên các thông tin quảng chúng thì nó cũng thế thôi. Người ta lấy thông tin ở ngoài. Thôi mình chỉ biết thế. Tóm lại vải mình năm nay ra hoa hết. Và năm nay thì mất mùa rất là nặng. Cho nên giá vải năm nay nó khủng khiếp. Người mình làm vải cũng khủng khiếp. Hôm qua mình xem một video clip của bạn chia sẻ đấy. Có những sọt vải có thể hai mấy triệu, gần bằng một chỉ cây vàng các bạn ạ. Bởi vì dân mình đèo rất là khỏe. Có người đèo nó hai ba hai tạ mình đèo bình thường rồi, hai tạ ba, hai tạ tư mình đèo bình thường, có bạn đèo ba tạ, thậm chí còn hơn nữa. Cho nên sọt vải gần bằng cây vàng, nên năm nay giá vải cực đắt. Đấy, cho nên mình làm, mình lại nói lại, làm như thế nào các bạn, làm cho bao nhiêu lộc, lộc muốn thế nào đến, nhưng mà đến trước khi ra hoa thì lá vải chúng ta phải được ít nhất như này. Để kinh nghiệm mình nhé. Còn các bạn làm hai lần lộc hay làm mấy lượt thì tùy các bạn. Và ở chính lúc ngạn mình thôi. Nhiều bạn, nhiều gia đình chúng ta vẫn làm hai lần lộc và bạn các bạn vải các bạn nó đẹp. Nhưng mình đây thì mình làm như thế, mình cũng làm hai lần lộc thì vải mình không ăn thua. Cho nên mình phải làm ba lần lộc. Nhưng theo kế hoạch như năm nay lộc vải ra quá nhanh như vậy, mình có thể chuyển sang bốn lần lộc. Còn mình giải thích tại sao mọi năm mình làm vải ở ngoài này ba lượt, được thêm lượt này nhé, thêm lượt nữa và lượt nữa, ba lượt nó khoảng độ 40-50 phân. Và trong tán mình chỉ để hai lượt. Trong tán mình để hai lượt như sau. Mình sẽ giải thích với các bạn như này. Bây giờ chúng ta nhìn cái lọc vải bên ngoài. À, chúng ta thấy thậm chí như cái lọc này. Nó ra đây thôi. Nó ra được đúng một cái lá. Mình gọi là cứ gọi là 5 phân. Nó ra 5 phân. Và lọc bên này cũng vậy, và lọc đây cũng thế. Đây, một số lọc vải tán. Mình ví dụ như cái lọc này nó tương đối cao, lọc này tương đối dài, giờ mình chăm tưới tốt đấy, thì được 15 phân. Nhưng chúng ta nhìn cái lọc bên trong tán. Chúng ta nhìn cái lọc bên trong tán, mình đo nhá, cái lọc này. Một gang này, hai gang. Vậy lọc trong tán nó ra một cái, mình đứng xa một chút để các bạn. Đây, cái lọc này nó ra một lần lọc mà chúng ta biết bao nhiêu không? 50 phân. Còn lọc bên này, mình ví dụ. Lọc trên này, đây. Mình đo từ cái gốc lọc này nhá, đây. Một, tức là cứ gọi cứ 20 phân đi. Mình cứ gọi là 20 phân. Rồi mình sang một cây khác để làm dẫn chứng. Đây, chúng ta nhìn những cây này. Một lần lọc, nó dài như này. Hơn 20-30 phân. 20 phân. Rất là dài, đầy 30 phân. Vậy lọc ở trong nó tán nó ra đến 30 phân. Nhưng lọc bên ngoài nó chỉ dạo vào khoảng độ 5 phân. Đến 10 phân là cùng. Vậy mình để lọc trong tán và nhiều đợt lọc thì nó dẫn đến kết quả như này. Dễ đến gọi là hệ quả cũng được. Cái lọc trong tán nó quá nhiều dẫn đến hiện tượng là nó bị ốm. Nó ốm, nó kín, dày di dày dít. Nó quá nhiều, cành nó mảnh. Nó không sai. Nó thành từng dây ra. Đấy, chúng ta nhìn bên này. Đây, chúng ta xem tiếp lọc trong tán đây. Đấy. Cũng trên dưới 10 phân. Vậy mình giải thích tại sao mà mình bên ngoài mình để 3 lượt lọc, còn bên trong tán mình chỉ để 2 lượt. Bởi vì lọc bên ngoài nó ra rất thuận lợi sau khi chúng ta đốn tỉa xong. Nhưng nó rất ngắn. Cho nên mình phải để lọc bên ngoài nó dài.
Nếu như bên này 3 lần lọc, đây các bạn nhìn. Nhưng mình để 3 lần lọc, vải mình nó tầm 40 phân, đủ hái. 40 phân, 2 gang. Đủ hái, đủ bó, đủ buộc, rất đẹp. Nhưng lọc trong tán nếu như để 3 lần lọc thì nó không phải 40 phân nữa, mà nó phải 6-70 phân. Đây chúng ta nhìn cái lọc này. Một gang, gọi là hơn 30 phân. Vậy nó để 3 lần lọc nó dài mất tít trên đây này. Thì vậy, nếu mình để trong này, bây giờ mới một lần lọc đầu tiên. Các bạn nhìn. Đây, các bạn xem cây này. Mình mới để một lần lọc mà nó đã rậm như này. Mà 3 lần lọc sau thì chúng ta biết trong cái gốc này chúng ta sẽ không nhìn thấy một cái gì nữa. Vậy là quá rậm. Đây mình cho tiếp các bạn xem một cây bên này nữa. Nếu đây các bạn xem tiếp. Nếu mình để 3 lần lọc thì vải nó quá rậm. Nó rậm mù. Rít. Thì như thế thì vải sẽ không ra được hoa. Bởi vì nó ốm. Ánh sáng nó không lọt vào trong lá. Lá không quang hợp được, không hấp thụ được, không sản xuất bột đường được, thì dẫn đến nó lại ăn bột và đường của cây khác, dẫn đến nó thành cây ăn bám và nó không có quả nữa. Đây các bạn xem. Đây, vải mình đang nhú lọc hai đây. Đang nhú lọc hai đây, rất rõ ràng. Đây đang nhú lọc hai đây. Đấy, chúng ta nhìn nhé. Nếu chúng ta để tiếp 3 lần lọc trong này thì cây này sau sẽ không nhìn thấy gì. Một màu tùm xanh ngắt, trong không có hoa có quả được. Bởi vì nó quá ốm. Vậy chúng ta biết rồi. Cái lá nó phải xòe ra đón ánh nắng mặt trời. Và cái lá chúng ta bón phân như thế nào? Để cho cái lá bón đạm nhiều quá thì cái lá nó xòe ra, nó mềm quá, nó uốn xuống, uốn ẹo xuống, nó đuỗn xuống thì cũng không tốt. Và nếu mình không bón đạm thì dẫn đến hiện tượng là lá nó quá bé, cũng không thể đủ xòe rộng ra để đón ánh nắng mặt trời. Cho mình bón làm sao cho phù hợp, lá làm sao nó cứng thẳng lên vuông góc đón ánh nắng mặt trời. Đừng để lá nó ưỡn nẹo xuống, nó quá mềm. Đấy, tuy nhiên mình chỉ dùng đạm sao cho hợp lý. Tôi giải thích tiếp tại sao mình để lọc ở ngoài 3 lượt thì nó sẽ dài khoảng độ 40 phân. Còn lọc bên trong mình cũng chỉ để độ 40 phân cũng có thể được. Nhưng nên để ngắn. Thế là khi mình để ở ngoài được. Nếu như bình thường như mọi năm nhé, để kế hoạch mọi năm, thì lọc ngoài chỉ cần hơi đỏ đỏ này là bắt đầu mình tỉa hết lọc trong tán. Để bên ngoài là có một lần lọc, trong tán không còn lọc. Thì trong tán ra được một lần lọc, thì bên ngoài ra được một lượt nữa. Thì là bên ngoài được 2 lượt, và trong tán được một lượt. Và đến trước lọc đông khoảng 20 ngày đến 10 ngày, khoảng 1 tháng, tùy cây, tùy cách chăm sóc của bạn. Thì chúng ta lại kích lọc cuối cùng, và bên ngoài nó được 3 lần lọc, nó khoảng 40 phân. Thì trong tán nó có khoảng được 2 lần lọc, thì nó khoảng độ bằng này, nó khoảng 40 phân trở lại. Thì nó vừa phải hợp lý. Còn tại sao mình không để lọc trong tán dài? Một nguyên nhân tiếp theo nữa. Chúng ta cũng đã biết rồi. Các bạn làm vải đều biết. Nếu mình để lọc trong tán dài ra tốt, thì lọc ở trên ngọn nó sẽ không mọc được. Thậm chí chết cây, gãy cây, khô cây. Tức là nó mất hết lọc ở bên ngoài. Bên ngoài nó bỏ cành luôn. Mình gọi bỏ cành. Cho nhiều bạn rất sợ làm lọc ở ngoài tán. Về sau không có... Ở trên ngoài nó bỏ hết, lọc trong tán lấy hết chất dinh dưỡng. Bởi vì nó gần gốc cây, nó lấy muối khoáng nhanh hơn. Mình cũng chưa giải thích được hiện tượng này. Nhưng mình cứ so sánh giống như nước bơm nước ấy. Nhà nào mà gần nguồn nước thì nước khỏe. Thậm chí như điện mình thôi, điện lưới ấy. Nhà nào mà gần nguồn điện thì điện khỏe hơn rất nhiều. Còn nhà nào mà xa nguồn điện, điện yếu ấy, chắc là thế. Cho nên những cái trong tán nó sẽ lấy được chất dinh dưỡng nhiều hơn. Cho nên nó dài hơn, để các bạn nhìn xanh Đấy. Nhưng mình đưa dần ra ngoài bên tán các bạn so sánh. Đâu để mình xem một cây nào nó. Mình để so sánh một cây nào nó ra tương đối nhiều lọc. Để mình so sánh. Khi lọc ở trong tán nó lấy được chất dinh dưỡng nhiều hơn. Nó dài hơn. Nó ra mạnh hơn. Thì dẫn đến hiện tượng là lọc ở ngoài bị bỏ. Cho nên chúng ta phải để lọc ở ngoài. Nó ra ổn định rã. Rồi chúng ta mới để lọc trong tán. Đây mình lấy một cây này. Đứng sang hết đôi này để đỡ chói. Đây chúng ta nhìn lọc trong tán nhá. Đây. Cây này lọc trong tán đây. 1, 20 phân. Ra dần. Đây, ra đây. 10 phân. Ra đây ngắn dần. Đấy, ra đây ngắn dần. Và ra đến ngoài cùng. Thì nó chỉ có. Lọc này nó khoảng độ 3 phân thôi. Đấy. Vậy là chúng ta để bên ngoài nó nhiều lọc hơn bên trong. Để lọc bên ngoài nó phát triển. Còn nếu chúng ta để hết lọc trong tán ra mạnh. Thì dẫn đến hiện tượng ở ngoài là nó bỏ cành. Bởi chất dinh dưỡng nó không đến trên ngọn. Dẫn đến hiện tượng bỏ cành. Cho nên chúng ta phải để lọc ở ngoài nhiều hơn. Nhưng thực tế là ngày sau hai cái lọc bằng nhau hết. Bởi vì lọc bên ngoài nó ra nhanh, ra thuận lợi. Nhưng mà
nó ngắn, nó không được dài như lọc trong tán, cho nên chúng ta phải để lọc trong tán là bốn, à để hai lượt lọc thôi là hợp lý. Còn năm nay mình thay đổi kế hoạch ấy, mấy lần đấy, bởi vì chúng ta biết lọc năm nay ra quá thuận lợi, không phải của mình mà của tất cả mọi người, lọc ra rất thuận lợi, cho nên chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Thì hôm nay mới là mùng 12, sang tháng 8, tháng sau còn hai mấy ngày lập thu mà vải đã ra như này rồi, thì chúng ta mà không có kế hoạch ngay từ đầu thì sang năm chúng ta sẽ lúng túng trong vấn đề để lọc. Bây giờ mình sẽ quay lại hướng Tây, mình quay toàn bộ cái hôm, cái những cành vải, những cây vải mà mình đốn sâu để các bạn cùng nhau tham khảo. Bây giờ mình chỉ đi bao quát thôi, vừa đi mình vừa có thể trao đổi một số ý kiến tiếp, mình đi khá nhanh chứ không xoay quay chi tiết những cành vải, có thể điện thoại hơi rung bởi đỡ tiết kiệm thời gian của các bạn. Đây là tất cả những cành vải đốn sâu của mình, cây vải đốn sâu của mình, hai ruộng và vườn trúc. Và qua video này mình lại nhắc lại một vấn đề nữa, đó là vấn đề dùng thuốc cỏ. Thì như chúng ta biết rồi, vải mình dùng thuốc cỏ ấy, thứ nhất là nó diệt cỏ rồi, tác dụng rồi, rất nhanh. Một buổi mình phun được cả vườn, cả hàng mấy mẫu, cả hecta. Nhưng tác hại của nó thì như mình vẫn nói từ video mà hôm mà kỹ thuật làm cỏ ấy. Thì như chúng ta biết, trước Mỹ xâm lược chúng ta, họ dùng chất độc màu da cam để giải thảm xuống nhằm mục đích là để hủy diệt cây cối. Và các chiến sĩ bộ đội chúng ta đã bị nhiễm độc, và cái tác hại của nó như bây giờ thì các bạn đã biết. Thì chúng ta biết cái đấy nó là thuốc cỏ thôi, chứ họ không phải là họ phun xuống để họ hủy diệt con người chúng ta. Tức là họ phun xuống để gọi là làm ngộ độc chúng ta, nhưng là đó thuốc cỏ mà ảnh hưởng hậu quả nó lâu như vậy. Thì chúng ta biết rồi, thuốc cỏ nó có đặc tính là không phân hủy, mình đã nhắc lại thôi. Nhưng nó sẽ giải rộng ra, ví dụ một lọ chúng ta pha 100 lít, 100 lít chúng ta phun vào vườn. Vậy nó giải rộng ra xuống vườn mình rồi thấm xuống lòng đất, rồi nó gây ô nhiễm môi trường. Nếu mình dùng nhiều thì càng ngày nó càng tích tụ. Kể cả khi thuốc cỏ nó tích tụ xuống ao cá ăn xuống tích dạ dày, mình ăn một con cá, mình ăn nhiều con cá rồi, đến rất ngày nó tích tụ trong cơ thể mình, dẫn đến ngộ độc. Cho nên các bạn vẫn chia sẻ ấy, trên Facebook ấy, đưa người lục ngạn mình quá nhiều bệnh. Có những xe Hà Nội sớm để phục vụ nhu cầu chữa bệnh của mọi người đấy là rất là nhiều, cho nên chúng ta cũng cố gắng hạn chế. Còn bây giờ các bạn nói là chỉ có thuốc cỏ nhanh nhất, đúng rồi, thuốc cỏ nhanh nhất. Nhưng các bạn nhìn cái vườn của mình, hai cái vườn này mình gọi là vườn trúc và hai ruộng. Hôm nay, chiều hôm nay bắt đầu mình sang dọn bên này. Nếu nào mình dọn xong, mình chỉ chứng minh rằng mình đã làm xong hai cái vườn này bằng máy cày, dùng bừa, không cần phải dùng thuốc cỏ, và vải mình cũng khá sạch. Còn chút nhìn cái vải mình, nó ra lộc như vậy. Chúng ta thấy tỉa xong từ hôm mùng 5, hôm nay mới là 7 ngày và lộc đã một màu đo đỏ như vậy. Các bạn thấy sợ không? Cứ sợ là tỉa, có nhiều bạn còn lo cho mình, sợ lắm, tỉa vải như thế sang năm mất mùa. Chứ các bạn nhìn vải mình có bị ảnh hưởng gì không? Không, không những không ảnh hưởng gì mà lộc nó ra tua tủa như rau muống, mà nó thậm chí nó còn nhũ lộc hai rồi cơ. Đấy, chúng ta nhìn. Vậy thứ nhất chúng ta nhìn, vườn mình rậm mù, mình có xơi sáo được đâu, cũng không phun được cỏ. Vậy có thể thuốc cỏ ở đây nó tác dụng đến cây cỏ thật. Tuy rằng nó là nó nội hấp, nó dính vào lá, nó dính vào cây, hoặc là cỏ cháy thì nó cháy trực tiếp thật. Nhưng khi nó thấm xuống đất, nó cũng làm hại đến rễ của cây vải các bạn ạ. Cho nên mình dùng thuốc cỏ nó chỉ tiện là nhanh thôi, nhưng nó có thể hại cả cây ăn quả của mình nữa. Nên tại sao các bạn làm lộc rất khó, còn mình làm lộc thì nó lại dễ như vậy. Tỉa xong 5 ngày đã nhú lộc đồng loạt. Sau 7 ngày lộc đã ra tua tủa một màu đỏ đỏ. Các bạn bảo là thế này sang năm mất mùa rồi, các bạn bảo là sang năm mất mùa lại đen mặt đấy. Đấy, mình sẽ phải quay lại ngay cho các bạn xem. Một màu đỏ đỏ như vậy, chúng ta thấy. Và mình cũng chỉ dùng bằng hai cách thôi. Thì trong phần trong vườn thì mình chủ yếu dùng công nông, mình bừa thẳng, chứ mình không phải dọn. Còn phần này mình đã bấm sâu, cho nên có những một số cành nó khá dài. Ví dụ cành này. Đây, nếu mình dùng máy bừa thì rất là khó. Đây, bừa rất khó, nó vướng vào lòng máy bừa, vướng vào dây cu loa vân vân. Cho nên mình sẽ dùng cái cào leo, mình bảo mình dọn, mình hất hết vào gốc cây. Hôm nay mình dọn buổi chiều, không đến buổi chiều đâu, mai mình lại bừa. Thì chỗ này mình chỉ bừa chắc là không đến 3 ngày mình sẽ làm sạch trơn. Rồi mấy hôm nữa trước khi khoảng 17, 18, trước khi đón trận mưa mới đến ấy, thì mình sẽ bón được phân. Đây là cái cây mà mình mới bảo là mình quên khoanh đấy, cành hơi dài. Đây. Đấy.
hơi dài, quên khoanh hơi dài. Đây mình đã dọn. Hôm nay mình mang máy bừa ra, mình bừa thử rồi. Nó hơi vướng, cho nên mình quyết định dừng máy bừa. Để mình dùng cào leo, mình dọn hết những cành to vào, xong mình mới bừa. Còn tác dụng của bừa như nào các bạn biết rồi, hôm mình làm một video ấy, kỹ thuật làm cỏ và tác dụng của tông nông đầu dọc ấy, mình chỉ bừa 4 phút một cây. Đấy. Còn khi các bạn, mình lại nói lại, các bạn xới sáo phun nước cỏ sạch sẽ thì cái cỏ lá hẹp nó mọc. Tức là cỏ chỉ có gấu vân vân, cỏ lá hẹp nó mọc. Nhưng mình để cỏ rậm thì cỏ lá hẹp nó bị cái cỏ lá rậm này nó cao hơn. Thậm chí có năm mình để một cây trong cái cây bồng mình không nhổ ấy, mình còn mang về làm gậy cho con mình chơi được cơ. Đấy, nó rất to. Thế khi cỏ này nó mọc cao hơn thì nó ớm hết cỏ lá rộng, à cỏ lá hẹp không mọc được. Thì bắt đầu có cỏ lá rộng này. Và cỏ lá rộng này hôm nay mình nhắn tin trên Facebook với một chị ấy. Nếu như là mình để cỏ này thì trong các video chia sẻ phần làm quả chúng ta biết rồi. Nó điều hòa môi trường, những ngày nắng nóng thì nó ẩm ướt, những ngày mưa thì nó lại tơi xốp. Cho nên kể cả những ngày vừa mưa xong, mình mang máy bừa đi mình bừa, đất vẫn rất tơi. Để sáng nay mình vừa bừa xong mà mình có chia sẻ trên Facebook, mình cũng up lên YouTube nữa. Thì đất mình rất tơi. Bây giờ mình mời các bạn xem lại cái phần sáng mình bừa xong như nào. Ở đây mình mới bừa một lượt nhé. Mình bừa một vài lượt, vậy là cành nó khá nhiều, khá bừa. Đây. Các bạn nhìn những cây vải che nhà mình đây. Mọi khi các bạn đi qua đây thấy rậm mù, toàn lá lốt. Như đây mình bừa từ buổi sáng, chúng ta thấy úng không? Thấy tơi không? Đất không hề bệt. Vậy cỏ nó có tác dụng làm tơi xốp và nó mềm đất. Còn những cỏ lá rộng mình bừa rất dễ các bạn ạ. Càng dài càng rậm càng dễ bừa, bởi càng dễ rổ mà nó quấn vào cái răng bừa. Đây, mình bừa đây. Một buổi sáng tranh thủ trước khi đợi ăn sáng, mình bừa một lúc xong bằng này. Đây, những cây lá lốt rậm mù. Đây, mình tiếp tục qua đoạn này thì đây nó không có gì cả, cho nên mình không bừa nữa. Buổi sáng mình bừa đây. Đấy, bừa đây. Tiện thể qua đây mình cũng quay lại luôn ba cái cây mà mình bảo thay đổi kế hoạch. Lần thứ nhất mà mình quay từ hôm mùng 2 tháng 7, hôm nay là 10 ngày. Hôm đấy mình quay đây thì nó còn lá đỏ đỏ kim kim. Nhưng nay đã xanh, mình quay lại nguyên cả ba cây ấy để các bạn cùng nhau tham khảo. Đây, đây là cây thứ nhất. Hôm mình bắt đầu quay cây thứ nhất, mình làm video quay cây thứ nhất. Hôm nay mình chỉ quay ba cây thôi. Ra xong một lần lọc, lá xanh, bây giờ đang nhũ độc hai. Cây thứ hai cũng đang nhũ lộc hai. Đây, thôi mình đi qua, mình không lấy nhanh nhanh thôi. Đang nhũ lộc hai đã dài rồi. Đây, các bạn nhìn. Đây, đã dài. Đấy, đã rất là dài. Lộc hai đây. Đã dài rồi. Và cây thứ ba. Cái cảnh hôm mình nói là cái cảnh mình xoay đây, quay đây, quay đi quay lại, vẫn đây. Đang nhũ lộc hai rồi. Đấy. Đây, có hôm nay mình bừa đây, một buổi sáng. Mọi khi các bạn đi qua đây rậm mù, nhưng chúng ta nhìn lại, sạch trơn. Và đất vừa mưa xong, không hề bết, cho chúng ta nhìn. Buổi sáng nay bừa, nếu vừa nãy mới bừa thì lại bảo là mình nó trắng chứ, à nó còn khô ẩm chứ. Bây giờ nó bừa từ sáng rồi, nó khô rồi, đây, bong hết rồi. Đấy, mình bừa từ sáng, à, các bạn nhìn. Và mình lại xem lại cái video hôm qua đây, chính là cái chỗ mà mình bảo Lục Ngạn mình mà quê hương của họa thơm quả ngọt đây. Mình quay mấy cây chuối đây, đây rậm mù, đúng không? Để chứng minh cho các bạn, dùng cái công nông đầu dọc bừa rất nhanh. Đất tơi xốp, nếu bạn nào muốn rắc phân thì rắc luôn cũng được. Mà bón phân trâu, phân gà cũng rắc luôn, không cần phải đây gốc bồng của mình đây. Đấy, phân trâu, phân gà để nó rất tơi rồi. Thì nó, mình bón xuống, mình tưới xuống đấy, buổi sáng vừa đấy. Cho mình để cỏ, để rác nó hay nhá. Nó ẩm ướt, nó điều hòa môi trường. Mưa nó không úng. Khô nó không, nắng hạn nó không khô. Đây, các bạn xem lại. Vừa hôm qua mình làm video mà Lục Ngạn quê hương của hoa thơm quả ngọt đây. Đấy, mình đi qua đây. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, cái chỗ mà cái cây, mấy cái bồng hoàng đây. Đấy, mình làm sạch chỉ trong 20 phút, gần 1 tiếng mình làm hết cả một vườn. Cho nên chúng ta phải tận dụng loại trang thiết bị máy móc gì. Chứ hạn chế chúng ta dùng thuốc cỏ. Thứ nhất bảo vệ mình, thì chúng ta biết bệnh tật của người Lục Ngạn mình nó nhiều như nào rồi. Những người thâm canh hoa quả lâu rồi. Cho chúng ta kiếm tiền để cho cuộc sống gia đình được tốt. Nhưng biết bảo vệ sức khỏe của mình. Chứ mình kiếm nhiều tiền quá ngày sau là cái giường bệnh là cái giường đắt nhất đấy các bạn ạ. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn. Không phải chúng ta giữ cho người tiêu dùng mà giữ cho mình trước. Và khi sản phẩm của mình đã được sạch, chúng ta sử dụng những sản phẩm phân bón sạch, đảm bảo chất lượng, rồi thời gian cách ly tốt, thì mình thu hoạch đã tốt, thì đỡ ảnh hưởng cho mình. Và người tiêu dùng, họ cũng tiêu dùng sản phẩm mình. Và sản phẩm mình ngày càng sạch thì nó ngày càng nó được giá cao hơn.
Và đây chính là cái mục tiêu của cuộc sống của các bạn ạ. Tốt cho mình và tốt cho tất cả mọi người. Và từ đó sản phẩm mình ngày càng nó có giá trị hơn. Thôi mình nói nó hơi vòng vèo, luẩn quẩn. Các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn xem video. Nếu thấy video của mình có ích, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình. Chia sẻ cho nhiều người cùng xem và cùng tham khảo. Đây chỉ là ý kiến cá nhân mang tính chất tham khảo. Có gì các bạn góp ý, đóng góp cho mình. Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc. Chào các bạn.